Yeah. Ê, anh chàng ngoan đã từng buông ma thuộc, đã từng buông ma thuộc. Võ công đầy mình anh cũng cãi xong pha. Mùa 1, mùa 2 anh đã bỏ lỡ, nên bây giờ gỡ có gì đâu mà bỡ ngỡ khi tháng mùa 3. Anh không rap nhiều trong mấy người kia nói điều là old school hay là điều từ the drill. Remember my name, GDICO. Có lại không hay là em xong rồi? Biết là người muốn nhịp điệp để ra đời lại một lần. Một lần nữa anh, một lần nữa tôi, một lần nữa tôi. Anh trai Say Hi chính thức lên sóng vào tháng 6 năm 2024. Yeah. Hey. Anh chàng ngoan để tập buông ma thuộc, để tập buông ma thuộc. Anh chàng ngoan để tập buông ma thuộc, hey. Để tập buông ma thuộc. Anh chàng ngoan để tập buông ma thuộc, để tập buông ma thuộc. Anh chàng ngoan để tập buông ma thuộc, để tập buông ma thuộc. Anh trai ngoan để tập buông ma thuộc, kiếm đâu ra một người như anh được. Đẹp trai sinh năm mà chịu khó, em có anh rồi thì cái gì cũng qua mường. Võ công đầy mình anh cũng cãi xong pha, được gì từ nhỏ thấy cơ hội không tha. Mùa 1, mùa 2 anh đã bỏ lỡ, nên bây giờ gỡ có gì đâu mà bỡ ngỡ khi tháng mùa 3. Anh không rap người cho mấy người kia nói điều là old school hay là điều to the drill là cho mọi người bay mà không cần dùng tới những hạt điều hả. Gotta be chill, gotta be the real là go. One time for the fam, for the bros hả. Two time for mấy em today có thêm nhiều roses. Three time là anh em có thêm nhiều show. Remember my name, GDICO. Có lại không hay là em xong rồi? Anh có thằng mình đi học 4 năm kinh tế, nhưng mà bây giờ vẫn đang tìm kế sinh nhai. Có thằng làm nghệ thuật không được chạy theo xu thế, nhưng mà mày nói thực tế không có tương lai. Có thằng nổi tiếng thì đầu hoa như kêu quên mối tình năm cấp 3. Có thằng làm bác sĩ tâm lý nhưng chưa thể chữa lành nỗi đau mất da. Bọn anh xuất phát cho chữ mất, bất lực nhưng bọn anh cũng mất được tất. Đã mặt đất để đâu phất luôn từ giấc, mình từ cất cánh bay là bằng sức được sản xuất từ chất. Sau đó mày càng slide on the track, không buồn khổ như hình nhân anh lại khác. Anh vẫn kiếm tiền hàng ngày, tiền được không dừng một xin lỗi cho cái án. Believe in the dark sẽ bầu trap đang bảo vệ, thường sẽ hại dân như linh hồn từ trên mây. Chưa từng bận giàu cắm mắt này cho mỹ nữ, trên bàn tài quý dưỡng mới dùng máu lên đây đây. Không cần lòng ông vua trên net, ông ngoài này anh là monster. Mấy thằng đó cứ fake cho đã nhưng nó cũng chỉ là con cờ. Hết sâu từng con hẻm, lướt qua nhiều cạm bẫy anh gói ghém. Đi con đường cho thẳng, mang tiền về cho mẹ không tốn kém. Dạ em xin chào ban giám khảo, em là Trần Anh Huy và hôm nay em đến thi rap Việt. Vô chính Nga, gà chính cương, ngô chính hồng bao. Ai mang lễ vật tới sớm, có công chúa có được cả hồng bao. Thủy tinh dò đầu bước tốc, nhưng không biết phải tìm đâu ra. Du hùng vương xính lễ như thế là có ý đồ sâu xa. Rách, giòn tầm mái, chợ không lách thách. Boy để trái, bước vào trận đấu. Từng câu bắn như là súng liên thanh rồi đốt cháy hết tất cả mọi sân khấu. Và đây chính là thằng nhóc đến từ Vĩnh Yên sang nhớ gì to the E, to the X, Y, Y. Phát từ V, to the Y, to the G, Y, Y. Quay, quay, quay. Biết nhiều lời, có nhiều lời, có nhiều lời. Lại hết. Quay, quay lên em. Quay. Biết là người muốn nhịp điệp để ra đời lại một lần. Một lần nữa anh, một lần nữa tôi, một lần nữa tôi. Anh trai Say Hi chính thức lên sóng vào tháng 6 năm 2024. Yeah. Alright. Yeah. Nhớ như in những ngày đầu tiên đang cầm viết. Ngày kỹ năng cũng chưa tung tung nhưng luôn mang một trái tim rất thuần khiết. Ngày niềm vui cũng chỉ đơn giản là khi tập flow trên một con beat. Cũng chỉ mong muốn được biến giấc mơ mà ta mơ được sang bằng tiếp. Quần tục và áo phong, trên đầu là snapback, bên trong là chất ngon, còn miệng lúc nào cũng rap rap. Anh em trên phố đông gặp nhau là swag swag. Battle rap freestyle một khi bật beat lên như là thoát xác. Hey yo, what's up, 1, 2, 1, 2. Đây là những âm thanh ta thường nghe thấy ở trong khu. Được quanh máy forum nhạc rap tìm thấy mấy thằng bạn chung gu. Mỗi thằng một nơi khác những luôn kết nối với nhau ở trong studio. Sao ra cho những người đi trước vẫn còn đang bước những con đường dài. Sao ra CBR, sao say rap, sao đao cho tất cả những tụ đài. Sao đao cho những người ở lại và sao đao cho người ra đi. Sao đao cho anh cách nhỏ, sao đao cho anh Thái Richie. We had a journey, I follow my dream, my mind don't worry. It was set my life was one easy. còn lại với tình yêu và cùng nhau một ly cho rap Việt anh khớp tí nữa là đẹp, nhảy theo dancer là đẹp. Với à, anh Long bảo cho beat to lên với. Ê, cho cái mic của em nó to một tí được không? Mà nó tăng volume lên tí. Beat to lên. Vậy cho nó to lên tí. Không, cho cái beat á, beat to lên. Cho beat to lên, mic to lắm. Vậy cho beat to lên. Cân bằng nhau tí. Cân bằng vừa rồi em mình Pop là một dòng trạng thái nhưng tạm vẫn đang còn khác. No beat no drama, tạm khác nhất là những khác. Mình chỉ còn lại với tình yêu và cùng nhau mỗi nâng lên cho rap Việt. I'm black. Yeah, let's go. Okay, em trước đây em okay. Làm năm bước ra, sau bao nhiêu năm tháng bao nhiêu trải phải lướt qua. Không có một tôi chèn, mình chưa đi phải được ra. Nên bao nhiêu là vấp ngã, mình chỉ đi phải xuất ra. Là một việc là thương quan, như đang cùng sức. Một cái mình nói thì phải Say Hi chính thức lên sóng vào tháng 6 năm 2024.